có tải trọng lớn, đi chung lên với nó đó rất rất là bất lợi ha. Vàng hiện nay á, chiếc container bên này đâu có chở hàng đâu, ta đi tốc độ vậy cũng ok rồi. Chiếc bên kia có nhiều xe lớn đó, đi theo đi từ cái dự lên này đi. Gần tới đỉnh là anh kia chạy không lợi với cái anh container mà không có hàng, thấy không? Anh container có hàng lên dốc là sẽ chậm hơn liền, thấy chưa? Rồi nhả lên nào, nhả lên. Mình nên chạy chính giữa cái len của mình để chi trừ hao những cái lúc mình nổ vỏ này nọ kia à, hoặc là gió nó bê nữa, đi có tốc đi tốc độ cao mà, thấy không? Thả lỏng tay ra, đừng không có căng gồng. Rồi mở xi nhan trái nè, rồi vượt luôn đó. Tại sao tao nói tài xế xe giống ăn trộm cái điểm nào? Cái điểm là đảo mắt á, mắt láo lìa láo lìa đó, không liếc kiến này liếc kiến kia đó. Mình chuyển len mình phải đảo mắt nhìn trộm vậy đó. Buông ra nào đó. Rồi gì ra theo thì mình nhắm khoảng cách an toàn là mình đi theo, hiểu không? Còn thí dụ người ta tạt trước đầu mình nhanh quá thì buông ra để lấy khoảng cách an toàn lại, hiểu không? Rồi tiếp tục. Xa về phía trước là mình thấy có hai chiếc xe chở hàng rất là nặng, đúng không? Ra lên. Rồi bây giờ mình sẽ xin chuyển lên nè, mở xi nhan trước đi rồi tính sau. Có xe không? Có xe tiếp tục đi thẳng. Vẫn để xi nhan. Còn xe không? Còn thì tiếp tục đi thẳng. Còn xe không? Còn không? Không thì lắng nghe từ quá. Xa ra một chút.
không chỉ trên cao tốc đâu mà ngoài thực tế, đừng có đi gần những chiếc xe tải trọng lớn. Có những cái việc mà bất ngờ xảy ra, lấy ví dụ như là cái đường ở đất có mặt đường xấu, có những cái viên đá nhỏ đó, ta xe tải trọng lớn có thể là cán như đá văng văng lên kính xe chúng ta, gây nứt kính. Rồi tầm nhìn mình bị hạn chế, tầm nhìn người ta cũng đi muộn nhiều quá, không đi gần rất là bất lợi, có chuyện gì xảy ra là rất là bất lợi ha. Vừa rồi là mình vừa xong, mình mới vượt xong cái anh xe tải đó rồi, đúng chưa?